Họ mang cái bự cái nhỏ mới được. Chạy. Nhất chung mẹ người không phải cái đầu bấm nổ á, cái ốm rồi đấy cái coi. Cái đâu kìa? Hết biết cái đầu. Rồi ra đi chỗ giò mày con nữa đó. Em thật sự biết. Chào, mẹ con luôn hả? Cầm lấy, cầm lấy. Ông ơi, lắp ra chắc định cầm cái gô cầm à. Cái gì hả? Đào phết. Vô vậy. Vô đi. Chạy chạy kìa. Cho chạy đi nay. Trời ơi. Mà không vô. Không vô đó thì hai con hả hết trơn. Làm gì dữ vậy trời. Gian chưa luôn nổi không. Nghe cá này bự nhất chung nãy giờ không phải. Cái đầu bỗng nổ á, cá ốm rồi đấy cá coi. Cái đâu kìa? Hết biết cái đầu. Hết cái còi chưa, không phải còi chưa. Cá lóc chết rồi đó. Chết mà bắt từ từ. Trời. Mấy đó là tủ gom nướng ha. Cái gom mình khô quá. Mẹ giật ra sợ không nổi không chửi. Ừ, này nhỏ dầm. Dầm thêm. Này động vô nó ghê, nó mọc rồi nát nữa. Trời 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 trời. Ủa. Dạ. Đài mày có tài luôn chứ. Nó hư. Nó một cái. Để vô nha. Mày nhấp thôi. Nhấp hả? Đưa góc rồi này, hai con đó mà. Con dưới này còn à. Đoạn bên chỗ hướng lên. Cá này cũng có trứng luôn à. Ừ. Mấy trăm gram à? 800-900 à? Cùng cả ký vậy. Từ từ từ. Để vô ông dạch cái đã. Dạch nó em ép cái cong vòng cái gào khiên vô. Vô đây nè, cá qua đây nè. Còn tướng bệnh kia giác không nổi đâu. Thằng đâu luôn. Bực bình quá rồi. Rút đây ha. Rút vô chứ. Dễ rút lắm. Đường rút lỏng mà. Có cái đường đóng. Rô vậy. Rô. Gì đâu, cái gì đâu. Gì đâu mà cái nó nhỏ dữ xíu trời. Chỗ nào đó, nè. Đây chỗ này mà dùng này nè. Chọc, chọc cá. Cá già, già cá luôn. Ủa, nó đẻ nữa rồi, mấy đang đẻ lồi là cơm ở ngoài nè.
thấy cái ổ hạt rồng đó mình chạy đâu cho khỏi ha. Bác rút này không chứ không? Con luôn hả? Tê chưa hả? À, cá lóc này, cá lóc này. Chín chưởng nữa hả?
chết rồi quá, dục hàm bả đây. Mẹ này. Đâu đi. Gì trong mắt lóc bắt luôn nè, bự nhỏ thì làm mất đi chứ mới kêu thả mày kêu thả thiệt kêu thả thiệt thả thiệt cái lóc bút hết gì cái bắt cá thả ừ tính nhỏ thả nu lại nấm ha. Gì vậy? Đồng vậy. Nấm. Ừ. Vừa hết rồi. Hết luôn hả? Vô lo thì chết. Đâu rồi đó hả? Mấy con này ăn. Mấy cái xuồng ở dưới xuồng còn không? Hồi nãy còn rồi, 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 hồi nãy còn ngoài nữa. Ờ, mày không bắt ra, bắt. Chút bắt luôn. Vô. Trơn, trơn. Chạy không ai rồi bắt cái dưới xuồng vô trơn. Xuồng lấy bao ngoài bắt mấy con xuồng vô trơn. Cái luôn không có gì? Lóc. Lóc có trọng một đống ở trong đó. Đó, trọng trọng ba trọng mới trọng á. Trọng rồi, trọng ơi. Lóc chắc định trăm cái gôn trăm à. Khá ghê hơn. Đâu rồi. Lóc. Lóc. Bự cỡ đâu được. Không ăn cái bự cái nhỏ mới được. Con này kiếm mấy à? Trời ơi, nó kêu nha. Kêu hết được mấy ký? Ý còn mở để mở được mấy lưng mà mấy bữa to kêu ta chấm sốt chứ báo cá hự được mấy bữa lại cái mùi cái vậy nè trời ơi thì giống mày cái giống luôn vậy cái ruộng của ba mày xin ruộng mà ừ. Đúng rồi. Đúng rồi. Nãy thả miếng cái trong hang. Đủ mẹ hả? Đủ mẹ cái nó bắt vô cái bờ cà bá nữa rồi không à. Không biết con nào vậy. Cái con này á, con nào đi ra cổ bắn được cái nào lạ. Cái này là nó muốn cái này. Bún mẹ cái căn bự, có thấy lương của ta. Ừ, nó lắm nè. Mà bây giờ cái bán có mở là tôi cũng là một chút luôn. Cái bán chết là cái này mở thôi. Cái này thịt. Hết đồng vậy 70 ngàn hả mà coi cỡ đó không á chắc tôi làm hết luôn quá. Chứ đâu có hết. Có nhỏ đâu, mấy cái đâu mà nhỏ gì không. Nhớ sớm chứ rồi như tính vậy. Mổ mấy con đó bằng khô nè.
mổ cái mình chặt cái đầu của nó ăn chua. Lóc đồng không xả nước được không đâu, xả nước được đang xả không cho nó nhảy kìa. Lóc đồng đây, cá lóc đồng cái gỗ đâu à, cái đây hả, đây cá lóc thấy chừng nhảy nổi mấy trăm ký gì hả, trăm ký chứ nhiều đâu mà mấy trăm. Trời ơi. Bu này, bu này. Chừng trăm ký lắp đồng cái gì? Cái mê chưa? Cái lưng này nữa. Này cái gô. 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 Trăm ký cái gô đồng. Đây.